Thưa quý vị, để phòng chống COVID-19 có hiệu quả khi thị trường du lịch mở cửa, những ngày qua, lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp với xí nghiệp cảng Tiên Sa kích hoạt lại hệ thống phòng dịch nhằm thực hiện tốt hai nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Sáng nay ngày 15 tháng 1, tàu du lịch Silver Spring quốc tịch Bahama có hành trình từ Thái Lan đến Việt Nam. Trên tàu có 727 thuyền viên và hành khách vừa cập cảng Tiên Sa. Để chuẩn bị đón chuyến tàu này, trước đó biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức làm thủ tục nhập cảnh từ ngoài khơi, kiểm tra xét nghiệm COVID-19 và yêu cầu thực hiện nghiêm 5K trước khi cho tàu cập bến. Trước tình hình mở cửa hội nhập phát triển kinh tế của đất nước cũng như là của thành phố Đà Nẵng, thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng, đối với trạm Tiên Sa mình đã triển khai quán triệt và triển khai cho cán bộ chiến sĩ nắm chắc và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát tại cổng, giám sát hoạt động ra vào của người, phương tiện và thuyền viên người nước ngoài đi bờ. Qua đó kịp thời phát hiện và ngăn chặn các việc xâm nhập và lây lan của tình hình dịch COVID. Không chỉ kiểm tra giám sát phòng chống COVID-19 trên các tàu du lịch tại các cửa khẩu cảng, lực lượng biên phòng còn phối hợp với đội bảo vệ và các phòng nghiệp vụ của cảng Tiên Sa yêu cầu người ra vào cảng phải tuân thủ 5K của Bộ Y tế trước khi vào bãi nhận hàng, giao dịch, làm lệnh. Trước khi vào cảng thì mấy anh biên phòng có lấy thông tin để khai báo y tế. Bên đội bảo vệ của cảng có kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cảng và nhắc nhở đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Riêng các lực lượng chúng tôi phải tăng cường kiểm tra kiểm soát người và phương tiện ra vào cảng để thực hiện cái việc 5K để bảo đảm cho an toàn phòng chống dịch. Theo ghi nhận của phóng viên, tại xí nghiệp Tiên Sa, việc luân chuyển hàng hóa ra vào cảng vẫn được thực hiện bình thường, kết hợp với phun khử trùng phương tiện vận tải. Đặc biệt, cảng Đà Nẵng đã ứng dụng chuyển đổi số vào khai thác kinh doanh, giao dịch tại trung tâm dịch vụ và chăm sóc khách hàng, nên phần lớn khách hàng làm việc từ xa, hạn chế tiếp xúc. Bên cạnh đó, cảng Tiên Sa kích hoạt lại hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền cho người lao động và khách đến giao dịch. Không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống COVID-19. Phát huy mô hình hiệu quả từ năm trước, năm nay cảng Đà Nẵng tiếp tục xây dựng kịch bản ứng phó dịch trong tình hình mới một cách linh hoạt và hiệu quả. Để hạn chế phòng chống dịch trong tình hình hiện nay, vừa đảm bảo sản xuất, vừa phòng chống dịch hiệu quả, cảng Đà Nẵng chúng tôi ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm soát con người và hàng hóa thông qua cảng, phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng, hạn chế tiếp xúc với hành khách con người ra vào cảng. Với tinh thần không lơ là, chủ quan với dịch bệnh, lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị, đảm bảo tốt phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, hoạt động du lịch một cách hiệu quả trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc.